Shop Việt Trà Radio xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh video Shop Việt Trà Radio. Ở video ngày hôm nay, tiếp nối video phía trên, em đã giới thiệu tới quý vị và các bạn đôi loa JBL model 4319, đôi loa cao cấp CD cao cấp nhất của phân khúc 431 CD đến từ thương hiệu JBL. Thì ở video này em hân hạnh giới thiệu tới quý vị và các bạn bản test đôi loa JBL 4319 phối ghép cùng chiếc âm ly Lakman 590AX và chiếc đầu CD Lakman D05U. Và mọi ý kiến đánh giá đóng góp xin mời quý vị và bạn comment ở phía dưới phần bình luận của video này. Và sau đây xin mời quý vị và bạn theo dõi bản test qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Phương Thảo. Chiều nay anh về phố nhỏ, hẹn tôi đón anh. Anh viết trong thư, chờ anh em nhé, chuyến tàu cuối ngày. Tôi đến sân ga, trời chiều lộng gió, hôn nút đường tàu, lất phất mưa bay. Ga vắng thưa, chưa người nào đến, chỉ một mình tôi. Bâng khuâng tôi mơ, phố dài cùng sánh vai anh chung lối về. Gió đến quyến luyến, áo anh quyện lấy bước chân hai chúng mình. Rồi vạn niềm nhớ lâng lâng xuyên sao hồn tôi. Coi ngân tiếng dài kia tàu về bến, sông sao người gọi nhau. Từng người xuống, người có đôi. Tôi có trông mà chẳng thấy anh đâu. Buồn muốn khóc trong mưa bay chiều nay, khi người cuối cùng cũng không phải là anh. Thơ thân mình tôi lê từng bước nhỏ về trên lối xưa. Mưa đã thôi bay, trời sầm sập tối như hồn tôi đây. Ngơ ngác chim bay tìm về tổ ấm, dưng dức còi tàu chuyến bến sân ga. Lẻ loi trên trời, vì sao đêm sớm vun vút trời mây. Chiều nay anh về phố nhỏ, hẹn tôi đón anh. Anh viết trong thư, chờ anh em nhé, chuyến tàu cuối ngày. Tôi đến sân ga, trời chiều lộng gió, hôn nút đường tàu, lất phất mưa bay. Ga vắng thưa, chưa người nào đến, chỉ một mình tôi. Quyện lấy bước
chúng mình, rồi vạn niềm nhớ lâng lâng xuyên sao hồn tôi. Còi ngân tiếng dài kìa tàu về bến, xôn xao người gọi nhau, từng người xuống. Chẳng thấy anh đâu, buồn muốn khóc trong mưa bay chiều nay, khi người cuối cùng cũng không phải là anh. Từng người xuống. Không phải là